bà muốn mở cửa hàng gì? Cửa hàng đồ ăn nhẹ. Cửa hàng đồ ăn nhẹ. Cửa hàng đồ ăn nhẹ đang mở cửa. Đĩa đồ ăn nhẹ của bạn đã sẵn sàng. Đĩa đồ ăn nhẹ của bạn đã sẵn sàng. Bạn thật tuyệt vời, đã được tặng 10 giây. Đĩa đồ ăn nhẹ của bạn đã sẵn sàng, xin mời. Đĩa đồ ăn nhẹ của bạn đã sẵn sàng. Đĩa đồ ăn nhẹ của bạn đã sẵn sàng. Mức độ khó tăng lên. Đĩa đồ ăn nhẹ của bạn đã sẵn sàng. Đĩa đồ ăn nhẹ của bạn đã sẵn sàng, xin mời. Đĩa đồ ăn nhẹ của bạn đã sẵn sàng, xin mời. Tốt lắm, đã được tặng 15 giây. Hãy tìm loại đồ ăn nhẹ mà khách hàng muốn. Đặt món đồ ăn nhẹ mà khách hàng muốn lên đĩa. Hãy tìm loại đồ ăn nhẹ mà khách hàng muốn. Đặt món đồ ăn nhẹ mà khách hàng muốn lên đĩa. Hãy tìm loại đồ ăn nhẹ mà khách hàng muốn. Đĩa đồ ăn nhẹ của bạn đã sẵn sàng. Giờ, bạn thật tuyệt vời, bạn đã kiếm được rất nhiều xu. Nhà hàng BBQ. Nhà hàng BBQ đang mở cửa. Chạm vào đĩa nướng và chọn nguyên liệu mà khách hàng muốn. Bạn thật tuyệt vời, đã được tặng 10 giây. Wow, hôm nay chúng ta có rất nhiều khách hàng. Mức độ khó tăng lên. Thank you.
được tặng 20 giây. Mức độ khó tăng lên. Bạn thật tuyệt vời, bạn đã kiếm được rất nhiều xu. Nhẹ đang mở cửa. Đĩa đồ ăn nhẹ của bạn đã sẵn sàng. Đĩa đồ ăn nhẹ của bạn đã sẵn sàng, xin mời. Bạn thật tuyệt vời, đã được tặng 10 giây. Đĩa đồ ăn nhẹ của bạn đã sẵn sàng, xin mời. Đĩa đồ ăn nhẹ của bạn đã sẵn sàng. Đĩa đồ ăn nhẹ của bạn đã sẵn sàng, xin mời. Đĩa đồ ăn nhẹ của bạn đã sẵn sàng, xin mời. Mức độ khó tăng lên. Cửa hàng nước ép hoa quả. Cửa hàng nước ép hoa quả đang mở cửa. Nước ép đã sẵn sàng, xin mời. Bà đẹp tuyệt vời, đã được tặng 10 giây. Nước ép đã sẵn sàng, xin mời. Nước ép đã sẵn sàng. Mức độ khó tăng lên. Nước ép đã sẵn sàng. Nước ép đã sẵn sàng, xin mời. Tốt lắm, đã được tặng 15 giây. Nước ép đã sẵn sàng.
mức độ khó tăng lên. Nước ép đã sẵn sàng, xin mời. Hết giờ, bạn thật tuyệt, bạn đã kiếm được rất nhiều xu.